chương trình xin được gửi lời chào đến Nhã Phương. Nhã Phương xin gửi lời chào đến quý thính giả của Đài VOH. Phương ơi, tháng 4 này thì mình có tới 3 bộ phim vừa truyền hình vừa ngoài rạp như vậy đó. Cảm giác của mình như thế nào? Kiểu như là thời lại tới thấp luôn đúng không? Không hẳn là thời tới, nhưng mà những lời cũng thương thì bản thân Phương á, là Phương là lúc muốn là phim mình cứ dàn trải ra một chút. Nhưng mà do các phim cũng tồn đọng với nhau quá nhiều do thời gian dịch bệnh, nên bây giờ mọi người ra cùng một lúc. Có thể là cũng là một cái duyên, hoặc là cũng có thể là một cái sự may mắn, chưa biết như thế nào ạ. Để nói về Song Song, để nói về Cây Táo Nở Hoa cũng như là 1990 đó, thì mỗi phim Phương thấy hình ảnh của mình trong đó như thế nào? Phim Song Song là cái phim làm cho Phương có một cái năng lượng tích cực để Phương quay lại với công việc. Đó là bộ phim mà sau khi mà mình sinh con xong, mình ở nhà cũng gần hơn 1 năm trời, gần 2 năm bắt đầu mới nhận phim. Thì phim Song Song là cho Phương một cái năng lượng tích cực để mình có thêm nhiều nguồn năng lượng tốt để mình đi làm phim tiếp theo. Sau đó thì song song là cái Cây Táo. Cây Táo là một cái thử thách, giống như là cho mình nhiều cái sự căng thẳng, stress, thú vị. Tại vì bản thân mình chưa bao giờ vào một cái nhân vật mà gần như là phản diện, và tính cách nó bộc lộ một cách rõ nét mà nó mạnh mẽ như vậy, nên là mình cũng lo lắng. Tại vì mất một khoảng thời gian để mình tìm hiểu về nó và mình bắt đầu mình hóa thân vào nhân vật. Sau đó cuối cùng là 1990. 1990 có thể là cái bộ phim thứ 3, cũng là bộ phim mà Phương cảm thấy là đây chỉ là một cái vai diễn kỷ niệm của Phương và các bạn thanh xuân, một cái kỷ niệm tri ân lại với anh đạo diễn Nhất Trung. Có nghĩa là với Cây Táo Nở Hoa là một cái hình ảnh khác hẳn Phương trước đến giờ. Dạ đúng rồi, với Cây Táo Nở Hoa chính xác là không hề giống Phương. Như chị Bảo Thạch Thảo nói là chị sẽ xé tan Nhã Phương ra, và trong phim này có lẽ là chị đã thành công. Nhưng mà từ trước giờ người ta quen là Nhã Phương rất là hiền lành, yếu đuối và khóc rất là nhiều. Thế thì liệu mình nghĩ là mình đảm đương nổi cái vai này hay không? Dĩ nhiên là mình đã quay rồi, chuẩn bị phát sóng rồi, là mình tự tin rồi. Nhưng mà Phương nghĩ như thế nào nếu mà khán giả vẫn có vẻ như là họ sẽ không tin không? Hoặc là họ không nghĩ là mình có thể thể hiện vai diễn đó không? Mình có bị áp lực hay không? Khi mà Phương vào một cái vai diễn, đương nhiên tất cả nghệ sĩ nào cũng mong muốn bộ phim của mình, nhân vật của mình được khán giả đón nhận, không riêng gì Phương hết. Phương có một quan điểm là khi mình làm mình sẽ cố gắng hết sức mình. Nếu mà sau này có quay lại rồi thì mình kêu đó là những giây phút mà mình đã cố gắng nỗ lực hết mình rồi. Và nếu như mà chưa có những cái yêu mến hoặc là có những cái ý kiến trái chiều thì Phương sẽ luôn đón nhận, vì đó sẽ là những cái bài học lớn để cho Phương tiếp bước con đường sau này của mình khi làm nghề diễn xuất. Nhưng mà khi mà mình đóng rồi nè, thứ nhất là mình nhìn lại monitor, thứ hai á, là mình nghe anh em trong đoàn đạo diễn này kia có thấy là mình giống như là họ kỳ vọng hay không? Ví dụ như có ác, có phản diện đúng như họ nghĩ hay không, hay vẫn còn hiền? Trong phim mọi người đã rất yêu mến nhân vật Máu. Vai này không hẳn là một vai phản diện quá chi là ác, nhưng mà chắc chắn khán giả sẽ 100% là mọi người sẽ thấy không còn là Nhã Phương nữa. Điển hình là qua một cái trailer nho nhỏ của bộ phim Cây Táo Nở Hoa thì bản thân Nhã Phương cũng nhận được rất là nhiều bình luận từ các bạn, và hầu như các bạn đều là ngạc nhiên. Thay vì Nhã Phương rất lo lắng là trời ơi sao chị Phương bữa đây lại chọn cái này vậy, nhưng mà mọi người đều kêu trời ơi cái này hợp với chị Phương này, hình như là vai phản diện mới hợp với chị Phương hay sao á. Cho nên là tự nhiên mình thấy vui lắm, và hy vọng là cái vai này sẽ giống như cái tên gọi của nó là Cây Táo Nở Hoa, Nhã Phương sẽ được nở hoa. Nói chung là thích đóng phản diện hơn rồi đúng không? Thực ra là em thích có thể diễn được tất cả các loại vai, nhưng mà hy vọng là sau phim này mình sẽ được nhận nhiều lời mời đóng những vai cá tính hơn, thay vì suốt ngày chỉ là những vai khóc lóc. Bản thân em những vai khóc lóc toàn là những thử thách với em không mà. Cái đó mới là cái khó, tại vì cứ làm sao để mà mình khác, mình rất là khó khi đóng những cái vai mà mình cứ khóc hoài. 1990 thì thấy là có khóc cũng dữ lắm rồi đó. Dạ nhiều lắm, tràn nước mắt từ đầu phim đến cuối phim, cho nên là Phương đang sẵn sàng để chào đón rất là nhiều gạch đá để mình xây nhà. Nhưng mà hy vọng là bộ phim Cây Táo này sẽ cho mọi người thấy là ở 1990 vẫn là Nhã Phương, nhưng mà ở Cây Táo là sẽ là một cái Nhã Phương khác, thì nó cũng sẽ giúp Phương rất là nhiều. Với Song Song thì Kim Thanh đã xem Mirage của bản Tây Ban Nha rồi, thành ra Kim Thanh không biết là Phương sẽ xây dựng một cô gái bên phiên bản Việt nó sẽ như thế nào đây, và có khóc luôn không? Được cái bên Song Song là cũng một dạng vai người mẹ hy sinh, một người phụ nữ hy sinh vì gia đình. Nhưng mà ở phim này có một cái mà Phương rất là thích ở đạo diễn, nghĩa đạo diễn kêu là không, Phương khóc mấy phim kia nhiều quá rồi, phim này tôi không cho Phương khóc đâu. Chỉ có một cảnh duy nhất là cảnh gì thì mọi người sẽ coi, nhưng mà cảnh nó khóc rất là nhanh và rất là nhẹ. Được cái là ở Song Song thì Đó là một bộ phim mà Phương tin là nó là một bộ phim rất là tử tế và mọi người sẽ có gì đó mới lạ với khán giả. Với Cây Táo Nở Hoa thì Kim Thanh biết là cái hành trình quay cái bộ phim này tính tới tính lui là cũng hơn một năm. Mà hồi đó thì bé nhà Phương cũng rất là nhỏ đó, không biết cái quá trình đó nó có mệt lắm hay không, có ảnh hưởng gì nhiều đến mình hay không? Rất là may mắn là Cây Táo Nở Hoa đa phần là quay ở Sài Gòn, thì cứ sáng đi rồi tối về, hầu như là lúc nào đoàn phim hay than phiền là sao Phương cứ cầm điện thoại hoài. Tại vì những lúc mà không quay là Phương sẽ cầm điện thoại, hầu như là cả ngày mình không có gần con, nên là mình sẽ luôn quan sát xem con mình như thế nào, hay điện thoại về cho con, cũng lo lắng. Có đêm về làm gì cũng được, miễn là đêm về em được ôm con em thôi. Cho nên là đi quay xa thì nếu ví dụ như mà đi 2-3 ngày á thì con em sẽ đi chung với em. Còn nếu như mà ở Sài Gòn thì cứ sáng đi rồi tối về, rồi hầu như mẹ con thì em sẽ luôn theo dõi con từ xa bằng điện thoại. Hỏi hơi tế nhị chút xíu là ba cái tác phẩm trong tháng 4 này của Phương á thì kiểu gì không ít thì nhiều cũng có gắn với ba người đàn ông. Thế thì ba người đàn ông mà đóng cặp với mình đó thì Phương thấy như thế nào? Có khác gì so với những người đã đóng cặp mình từ trước đến giờ hay không? À, anh Quang Tuấn thì Nhã Phương đóng chung phim Khúc Hát Mặt Trời rồi, hai anh em cũng hiểu nhau rồi. Ở phim Song Song thì có một nhân vật nam chính thì Phương chưa thể tiết lộ được, tới ngày đó mọi người sẽ biết, nhưng mà nhân vật đó Phương cũng đã đóng luôn rồi và hai đứa rất là ăn ý. Đó, còn cái nhân vật mà ở bên Cây Táo Nở Hoa là anh Văn Anh. Anh Văn thì Nhã Phương chưa bao giờ đóng chung với ảnh về tình yêu hết. Nhưng mà có một cái điều mà khi mọi người xem phim, xem những cái đoạn mà tụi Phương dựng lên, mọi người dựng lên thì mọi người có nhắn với Phương một câu là mọi người tin đây là một cặp yêu nhau thật. Ở ngoài đời thì Phương với anh Văn thì đã có một gia đình cũng êm ấm, nhà Phương cũng vậy. Nhưng mà được cái là khi mà diễn với nhau á, ánh mắt của anh Văn Anh là cái điều mà lôi cuốn nhà Phương rất là nhiều. Nhìn vào ảnh mình thấy mình thương gì đâu, người đàn ông gì mà dịu dàng nhẹ nhàng dữ vậy trời. Đang diễn đó. Không, ở ngoài anh cũng vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng hết trơn. Và có một cái điều mà Phương cũng rất là ngưỡng mộ ở vợ chồng anh với Tú Y là chưa bao giờ cãi nhau gì chỉ một lần, chưa bao giờ. Cưới nhau từ lúc cưới nhau chưa bao giờ cãi nhau, đó là cái điều mà Phương cực kỳ ngưỡng mộ. Nhưng mà từ hồi mình lập gia đình chắc kịch bản mình đọc kỹ, ví dụ như không có cảnh nóng này kia rồi mình, hoặc là không có cảnh mát mát á, thì mình cũng mới nhận, cùng nếu mà có gì đó chắc mình không nhận đâu hả? Thực ra tùy vào vai diễn á, Nhã Phương là một người có thể sống chết về vai diễn. Nếu như mình đã đam mê nó rồi, mình thích rồi là kiểu gì mình cũng sẽ làm. Mà nhưng mà giống như Phương nói là như các đạo diễn không thấy được là mình có những cái khả năng khác. Mình mặc định là chỉ là vai phụ nữ yếu ớt mong manh, mình nếu như có một cái vai diễn mà nó thực sự hấp dẫn với Phương thì chắc chắn là Phương vẫn sẽ hy sinh, vì bản thân Phương là người đam mê với nghề diễn mà. Hỏi hơi drama xíu nha, tại nhiều người nói Phương á, sau này Phương ráng tập luyện, có thể là kiêng ăn, là bị ốm quá, có thể là lên phim hoặc là chụp hình này kia mặt thì nhìn rất đẹp, nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó vẫn ốm. Dạ đúng rồi, thậm chí trong phim Cây Táo Nở Hoa đạo diễn thường suốt ngày là Phương ốm quá, như là đạo diễn ngày nào cũng phải chê để cho em mập lên, tăng cân lên. Nhưng mà khi về dựng phim lên á, thì mọi người là kêu được cái Phương khi mà Phương ốm á, mặt Phương thanh thoát hơn, lên hình nó thanh thoát hơn, cho nên là thôi cái khổ của diễn viên mà, thôi Phương ráng đi, ráng hết phim đi, cho nên là ráng hết phim là hơn năm đó mọi người. Nhưng mà eo giờ 40 không? Trời ơi không có đâu, cũng nhỏ hơn ngày xưa thôi. Nói chung là nhìn eo rất là nhỏ, và Kim Thanh được biết là sáng cho dù bận rộn tới cỡ nào 5 giờ 6 giờ sáng cũng phải bỏ ra mấy tiếng để tập thể dục đúng không? Dạ đúng rồi, giống như là bị nghiện á. Trước đây thì mình khi thời con gái á, hầu như là mình tập trung vào việc kiếm tiền và đi quay phim, hầu như là không có thời gian nghĩ là đến chuyện mà mình tập thể dục đâu. Ít lắm, hầu như là hiếm hoi lắm là lâu mới đi bơi thôi. Còn khi mà sinh con xong rồi thấy sức khỏe của mình nó bị giảm sút rất nhiều và mình cần phải rèn luyện mình nhiều hơn, nên là trong khoảng thời gian mà Phương không đi phim này, hầu như Phương dành thời gian để tập thể dục. Riết một thời gian mình bị quen và về cái năng lượng của mình cũng nhiều hơn, cũng tốt hơn, và mình thấy sức khỏe của mình cũng tốt hơn ngày xưa rất là nhiều, nên là bị nghiện thời gian nào mà rảnh ra một cái là tập thể dục. Thời gian đầu phim Cây Táo là ngày nào cũng mang cái dây theo để nhảy mà mọi người trong đoàn gần cái trời Phương nó chịu khó lắm. Thì đó, tại vì bản thân mình cũng muốn đẹp mà, và muốn tự tin khi mà bước ra ngoài. Ngoại trừ ba cái dự án tổng tấn công trong tháng 4 này thì năm nay liệu Nhã Phương có cái dự án nào nữa hay không? Và bên cạnh đó, những cái hoạt động liên quan đến phim ảnh thì biết là Nhã Phương kinh doanh cũng rất dữ, thì cái này là cái đường hướng mình phát triển nhiều hơn trong tương lai hay là song song hay là như thế nào? Kinh doanh thì đa phần là anh xã, thì Phương cũng là cái người phụ theo ảnh thôi. Bản thân Phương á, là vẫn luôn quan điểm là nghề diễn xuất vẫn là cái nghề chính của mình, kinh doanh chỉ là một cái phụ thêm thôi. Nên là Phương hầu như vẫn dành tất cả mọi thứ cho đam mê. Tại chồng Phương cũng nói một cái câu á, là khi nào mà em thấy là em còn không muốn diễn xuất nữa thì lúc đó em hãy nghĩ sang cái chuyện mình kinh doanh lâu dài. Vì bản thân ảnh biết là khi mà mình tập trung kinh doanh á, cái feel hay là mình bớt đi á, mình nhiều cái lo lắng quá thì mình sẽ không có tập trung tốt vào cho cái việc diễn xuất đó. Nên là hầu như là Phương dành hết tất cả mọi thứ cho diễn xuất của mình. Năm nay thì ngoài cái việc mà phim cũng đã xong thì Phương hy vọng là cũng đang xem sắp tới mình sẽ có những cái dự án, đương nhiên là vẫn là phim. Mình chợt nhớ ra là với Cây Táo Nở Hoa, có phải là lần đầu tiên Phương đóng cùng với Thái Hòa, chị Hồng Ánh hay không? À, với chị Hồng Ánh thì đây là lần đầu tiên, còn anh Thái Hòa thì đây là phim thứ hai, phim thứ ba chứ. Có phim điện ảnh thì có phim Quả Tim Máu chung với anh Thái Hòa thì sau đó là đến cái này. Nhưng mà để mà một bộ phim mà dài hơi như vậy thì có ở phim này thì hai anh em càng ngày thương nhau hơn, nghĩa là ở hơn một năm trời và hiểu ý nhau. Và mấy anh em giống như không chỉ phim Nhã Phương với anh Thái Hòa mà tất cả cái dàn diễn viên bỗng nhiên lại thương nhau, gặp nhau như có một nguồn năng lượng tích cực và rất là hạnh phúc và rất là vui vẻ, thoải mái, không có gì mình phải rào trước đón sau ấy, cứ là mình cứ tung tẩy vậy đó. Nên là ở Cây Táo Phương được nhiều quá, lời quá. Nghe Thu Trang với Hứa Vĩ Văn nói là anh Thái Hòa dạo này nói về thiền, nói về cuộc sống, những trăn trở của tuổi trung niên nhiều lắm, không biết là Phương có nghe những câu chuyện đó từ ảnh không? Trời ơi, trong phim này ảnh ở ngoài đúng rồi, ở ngoài đời khi mà hậu trường ảnh luôn làm cho mọi người vui vẻ, ảnh là sự kết nối rất rõ ràng cho mấy anh em. Tại giống như là khi với tụi Phương ảnh thoải mái lắm và ảnh vui vẻ, chỉ có thương ảnh là tại vì phim này nhiều quá, liên tục, và cái phân đoạn của ảnh kinh khủng khiếp cho nên là không có nhiều thời gian để mà mình tung tẩy. Và có một cái điều mà em rất ngưỡng mộ anh Thái Hòa, cái bước ra xét, anh ra xét quay ảnh sẽ là Ngọc. Ảnh giống như một ngày ảnh sống nhân vật nhiều hơn bản thân là Thái Hòa luôn. Một ngày từ sáng đến khuya, thậm chí khi mà về nhà đi ngủ rồi ảnh vẫn cầm cuốn kịch bản để ảnh đọc. Tới ngày hôm sau nhiều khi ảnh không ngủ luôn, nhiều khi là 4 giờ sáng ảnh mới ngủ, kêu anh ơi anh ngủ đi, ngày mai lên phim trường anh đọc kịch bản cũng được mà. Không, anh trăn trở và ảnh nhiều khi anh ngủ mà ảnh còn khóc, ảnh ôm kịch bản ảnh khóc vì cái nhân vật Ngọc. Cho nên là trong phim này một năm trời vừa qua là thương nhất là chị bé Gấu. Tại vì chị bé Gấu là phải giống như là ở bên cạnh ảnh và phải hiểu lắm, phải thông cảm lắm. Tại vì hầu như là ảnh dành hết cho nhân vật Đỗ Văn Ngọc trong phim Cây Táo Nở Hoa rồi. Chị Ánh thì trời ơi, chị Ánh thì gọi nó, chị Ánh luôn luôn giống như là có cái gì là cũng hỏi chị. Em là hay bị một cái là nó nhanh thì chị Ánh hay nhắc nhở và chị hay cũng chỉ cho em. Nói chung là mấy anh em trong gia đình này thực sự rất là yêu quý nhau. Cảm ơn Phương rất nhiều nha.